Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là chị Hồng Loan chuẩn bị đi mua đồ ra, chắc là qua shop Bình Bồn là cô chú anh chị có bê bồn nữa cô chú anh chị ơi. Nó cái nhà bắt đầu mở cửa ra này cô chú anh chị. Quên điện thoại. Anh Hải quên điện thoại mọi người ơi. Trời ơi, cái đó con vịt thấy cưng quá à. Đúng à, đưa cho con mượn được không? Không có, không cho. Đó, cái nón này nón mình con heo mà. Không có, phải con vịt. Con heo nó có cái mỏ này, mỏ heo này. Phải không? Không phải à. Con mua áo có phải lắp đi không? Áo lắp đi đúng không? Chứ con gì? Không, không có. Không có gì? Cô chú anh chị ơi, cả nhà chị Hồng Loan, Hồng Loan, anh Hải, Bun Bun và Bum Bum, Thành Mỹ, anh Khoa đi
đi đi ăn tối cả nhà, đi chơi cả nhà. Nó cô chú anh chị. Đấy. Và đi đi chơi của chú à, giờ nói chung là đi ăn, tóm lại là đi ăn này cả nhà. Nửa tiếng trở lại nha, hai chị đi sớm đó, hai chủ đi là chủ vắng nhà lính một đi con tự nghĩ sớm. Là chị hàng xóm bán chài. Cô chú anh chị 140.000 một đơn mua dài. Hả? Này cô chú anh chị, tại quán cà phê sẽ có cây mai rất là đẹp, cô chú anh chị treo những cái bông bông đồng tan nào, cô chú anh chị và các bạn hãy em đứng đây em chia sẻ nha. 140.000 một đôi hả? Già phùa già nữ à? Trăm tư ngàn đâu không chị? Bán cho em chục đôi à? Đi mua đi phát cho người nghèo à? Nghèo đâu đi giày này. Nó vui vui nè cô chú anh chị. Đảo không? Bữa nay rẻ thôi. Wow, mạnh dữ ta. À, thôi giờ tin và miền cũng xin kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị video tiếp theo.